Ngày 21 tháng 6, Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho hay đã xử phạt vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ ở địa phương này vì đã đăng Facebook có nội dung liên tưởng, bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk. Tối ngày 15 tháng 6, bà T, 32 tuổi, chú huyện Quế Sơn xem tin tức trên mạng xã hội Facebook, trong đó có đăng tải các clip ghi lại hình ảnh chính quyền một địa phương ở Tây Nguyên đang làm việc với một số người đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến vấn đề đền bù đất đai và tài sản trên đất. Người phụ nữ này đã chia sẻ hai bài viết có hai đoạn clip trên lên Facebook của mình kèm các tiêu đề có nội dung tự liên tưởng, bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ việc tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Công an đã xác minh, mời làm việc, bà T đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và gỡ bỏ hai bài viết có nội dung vi phạm trên. Công an huyện Quế Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực. Bà T bị xử phạt với số tiền 5,5 triệu đồng.